Để bảo đảm trật tự an ninh, an toàn giao thông trong suốt những ngày diễn ra đại hội sắp tới, sáng nay, công tác chuẩn bị tiến hành thực diễn các phương án dẫn đoàn phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng trên các tuyến phố đã được các lực lượng chức năng triển khai. Trong những ngày tới, tại Hà Nội sẽ diễn ra đại hội lần thứ 13 của Đảng. Chính vì vậy, công tác bảo đảm an ninh trật tự phải hết sức chặt chẽ, trong đó công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đón dẫn đoàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đồng chí đại biểu tham dự trong quá trình diễn ra đại hội phải được hết sức chú trọng. Chúng tôi xác định nhiệm vụ chính của lực lượng cảnh sát cơ động chúng tôi là đảm bảo an ninh an toàn, bảo vệ không cho các hoạt động xâm nhập trái phép vào khu vực nơi diễn ra kỳ họp của đại hội cũng như thể nơi ăn nghỉ của đại biểu. Chúng tôi đã có quá trình tập huấn cho cán bộ chiến sĩ từ việc sử dụng công cụ hỗ trợ, vũ khí đến điều khiển các phương tiện để làm sao thành thục nhất, và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng đã dự kiến những cái tình huống để cán bộ chiến sĩ có thể là khi mà gặp những tình huống phát sinh trong quá trình đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ thì để mỗi cán bộ chiến sĩ đều có thể là xử lý được. Trong đơn vị đã huy động 100% lực lượng để tham gia bảo vệ, phân luồng, hướng dẫn và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như là các hoạt động mà diễn tập để phục vụ phương án bảo vệ đại hội Đảng được thông suốt, an toàn, và bên cạnh đó là cũng đảm bảo là cho người tham gia giao thông cũng như là hoạt động bình thường của nhân dân được đi lại thông suốt, an toàn trong cái ngày diễn ra đại hội. Trong những ngày diễn ra đại hội, lực lượng chức năng đã xây dựng kế hoạch huy động 100% quân số đón dẫn đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự đại hội 13 của Đảng, bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất, để góp phần vào thành công chung của đại hội 13 của Đảng.